Theo hãng tin Nga Interfax, vào ngày 1 tháng 11, Mỹ đã thông báo về một gói viện trợ bổ sung cho Ukraine. Gói viện trợ mới trị giá 425 triệu đô la Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine những vũ khí mà họ đang rất cần, bao gồm các loại tên lửa phòng không, đạn pháo và hệ thống phóng tên lửa đa nòng, xe bọc thép và vũ khí chống tăng. Mỹ cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các xe bọc thép Striker, đạn pháo 155 ly và 105 ly, đạn không đối đất và vũ khí chống UAV. Đây là gói viện trợ quân sự thứ 69 mà Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp cho Ukraine từ tháng 8 năm 2021. Các vũ khí được chuyển giao cho Ukraine không phải là mua mới mà được lấy từ các kho dự trữ của Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov có kế hoạch thăm Malta vào tháng 12 để tham dự cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE). Đây là chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tới quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Đại sứ quán Malta tại Nga cho biết quyết định tổ chức cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng OSCE tại Manta vào ngày 5 và 6 tháng 12 áp dụng cho tất cả thành viên, bao gồm cả Liên bang Nga. Các phái đoàn thường xuyên được thông báo về tiến độ chuẩn bị, lời mời sẽ được gửi đến tất cả các phái đoàn trong thời gian tới. Nhật báo Vedomosti đưa tin. Hồi tháng 7, khi tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, máy bay của Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng bay từ Moscow trong hơn 12 tiếng qua tuyến đường phía Bắc để tránh các quốc gia không thân thiện. Theo TASS, không có sự kiện bất ngờ nào xảy ra trong suốt 12 giờ bay. Thời gian gần đây, Nga tích cực đẩy mạnh các khoản chi tiêu dành cho quân đội nhằm bảo vệ an ninh đất nước và tiếp tục thực hiện cuộc xung đột quân sự với Ukraine. Hôm 31 tháng 10, Bộ trưởng Tài chính Anton Sulianov cho biết, chính phủ Nga đang tìm cách phân bổ lại 7.000 tỷ rúp trong dự thảo ngân sách 3 năm và chi thêm tiền cho quân đội dự thảo quyết định phân bổ 13,5 nghìn tỷ group cho quân đội vào năm 2025, chiếm 1 phần 3 tổng chi tiêu và 6,3% GDP. Những sửa đổi mới cho thấy con số này có thể ở mức cao hơn. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên tỷ lệ chi tiêu cho quốc phòng của Nga gấp đôi chi tiêu xã hội. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Sulianov cho hay chính phủ chuẩn bị khoảng 900 điểm sửa đổi cho dự thảo. Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Nga cũng đề cập đến hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. Hiện tại, dự thảo đã được Hạ viện Nga thông qua sau lần đệ trình đầu tiên. Hồi đầu tháng 10, Nga cũng quyết định dành 145,5 tỷ đô la Mỹ cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2025. Trong đó, 18,2 tỷ đô la Mỹ được sử dụng nhằm đảm bảo hoạt động của các lực lượng vũ trang, cơ quan an ninh quốc gia và thực thi pháp luật cùng đơn vị quân đội khác của Nga vào năm 2025. Đến năm 2026, con số này tăng lên 18,7 tỷ đô la Mỹ và 19,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Theo tờ báo của Mỹ Business Insider, kể từ tháng 8, lực lượng Ukraine đã tiến hành tấn công khu vực Kursk phía tây nam nước Nga và giành được quyền kiểm soát hơn 1.200 km vuông. Mặc dù hoạt động phản công của Nga cũng đã giành lại một phần lãnh thổ, song quân đội Ukraine vẫn đang cố thủ duy trì. Trước khi Ukraine tiến hành hoạt động quân sự tại Kursk, xung đột giữa Nga và nước này hoàn toàn diễn ra trên lãnh thổ Ukraine, ngoại trừ các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái tầm xa vào các cơ sở quân sự và nhà máy lọc dầu ở Biển Đen. Theo các chuyên gia về xung đột, mặc dù có một số lợi thế nhất định khi chiến đấu ở quê nhà, nhưng mong muốn phòng thủ càng nhiều càng tốt, cản trở khả năng chiến lược trong chiến đấu của quân đội Ukraine. Một chuyên gia về chiến tranh cho biết, lợi thế của Ukraine khi chiến đấu ở Kursk là họ không phải bảo vệ bất kỳ thành phố nào của quê hương. Họ chỉ chiến đấu ở nơi có lợi thế và rút lui khi không có lợi thế. Đó là cách chiến đấu thực sự hiệu quả. Chuyên gia này lý giải khi chiến đấu trong nước, lực lượng Ukraine cố thủ tại một số thành phố, chiến đấu với quân đội Nga cho đến khi họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui. Ví dụ điển hình là điểm nóng Bắc Mớt, ưu tiên phòng thủ khiến Ukraine gặp bất lợi lớn và quân đội của họ bị mắc kẹt. Trong khi đó, ở Kursk, chỉ cần tận dụng địa hình, chiến đấu theo cách hiệu quả nhất có thể, và cuối cùng có thể rút quân nếu họ cần bảo vệ lực lượng hoặc theo đuổi một số mục tiêu khác họ có thể làm như vậy mà không cần nặng nề việc gánh hậu quả, vì những gì diễn ra không trên đất Ukraine. Chuyên gia này lưu ý. Hiện Nga vẫn đang tiến công để giành lại lãnh thổ tạm mất ở Kursk. Một chuyên gia về chiến tranh tại trung tâm Stimson cho biết, đến nay Nga đã giành lại những phần dễ giành lại, nhưng họ sẽ gặp khó khăn hơn nhiều với phần còn lại. Trước đây, Ukraine từng ám chỉ các hành động ở Kursk nhằm mục đích chiếm giữ lãnh thổ mà họ có thể làm quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán, nhưng vẫn còn những lợi thế khác khi giao tranh ở đó. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, kể từ đầu năm 2024 đến nay, Nga đã phóng 6.987 máy bay không người lái UAV vào lãnh thổ Ukraine, chỉ tính riêng trong tháng 10 năm 2024 đã có 2.023 UAV tấn công các loại được Nga phóng đi. Theo Bộ Tổng tham mưu, các lực lượng vũ trang Ukraine trong số 2.023 UAV được Nga phóng đi, 1.185 UAV đã bị lực lượng Ukraine phá hủy, 738 UAV biến mất khỏi màn hình radar và 29 UAV khác rời khỏi không phận Ukraine. Phần lớn UAV của Nga nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Trong những tháng gần đây, các lực lượng Nga tích cực triển khai nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa, bom dẫn đường trên không và máy bay không người lái tấn công Ukraine. Tần suất các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã tăng lên trong tuần qua. Trong sáng ngày 1 tháng 11, Ukraine báo cáo có 48 máy bay tấn công không người lái được Nga phóng đi từ Orel và Kursk, trong khi ba tên lửa không đối đất KH-59 và KH-69 được phóng từ Kherson Ngoài ra, máy bay chiến thuật của Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường vào Kharkiv, Sumy và Zaporizhia. Các máy bay chiến đấu, lực lượng tên lửa phòng không, các nhóm hỏa lực cơ động và các đơn vị tác chiến điện tử của Ukraine đã bắn hạ 31 máy bay không người lái. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sibiha cho biết, Kiev tự tin về sự ủng hộ liên tục của Mỹ, bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tuần tới. Chúng tôi có sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng, cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Mỹ. Bộ trưởng Sibiha nói với các phóng viên hôm 31 tháng 10 khi được hỏi về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng sự ủng hộ dành cho Ukraine không phải là từ thiện, mà là đóng góp vào an ninh xuyên Đại Tây Dương. Và chúng tôi tin tưởng rằng sự ủng hộ này sẽ tiếp diễn. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, thường xuyên chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong suốt chiến dịch tranh cử. Ngược lại, ứng viên Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris, cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev. Hai ứng viên đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới. Quốc hội Mỹ đã phê duyệt gần 175 tỷ đô la Mỹ tiền viện trợ và hỗ trợ quân sự cho Ukraine cùng đồng minh kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Bộ trưởng cbH cho biết khoản viện trợ của Mỹ là chưa từng có.